Chào anh em, hôm nay em về được một cái con loa center của JBL. Con này là dòng cao cấp ha, được sản xuất tại Nhật anh em nha. JBL sản xuất tại Nhật ha. Căn lưới em ở đây là thục vách nè, bộ lạng rất là đẹp anh em nha. Con này rất là hiếm ha, thị trường rất là ít. Đó là S 1500C xà băng anh em nha. Con này có dáng là 6 ohm nè, độ nhạy 89 dB, tần số hoạt động từ 55 đến 40 kHz ha. Ok anh em nha, tạm. Con này thì được cầu hai cầu, có nghĩa là tách ra đem tách ra đây được đánh tép riêng và hai cái mid bass riêng, hai lỗ hơi. Thùng đẹp, riêng chưa tân trang túi tít luôn, căng lưới riêng, vải riêng. Đó. Sử dụng hai bass mid 16 gân cao su, xin lỗi gân mút, tép hỏng còi. Chiều ngang của em nó thì tầm khoảng 80 cm anh em nha. Ở đây là 50 này. 70 à. Gần hơn 70 xíu. Tốn kéo thước đòi bên này tốn. Rồi chiều ngang chiều cao sau á. Đó. Cái này anh em có thể dùng làm xem phim hoặc là loa hỗ trợ cho anh em hát karaoke, loa lời center để chính giữa nè. Để chính giữa anh em nha. Ok luôn á. Giá nó êm anh em. Giá có 7 triệu thôi, bao ship cho anh em nha. Anh em nào đang tìm một cái loa center xem phim. Cái này mà anh em bỏ chung với mấy cái đời JBL mà 2001, 1008 ở đầu anh em nha. 5.500, 3.600 ha. Ok luôn nè, đúng form luôn. Đây, 4.600 cũng được nè. Đây, chiều dài em đòi chính xác luôn nè. 68 ha, lọc phát luôn, quá đẹp. Rồi, chiều sâu tính luôn cái họng càng là 29 nha. Cao. Chiều cao em nó là 25. 25 anh em nha. Rồi. Đấy. Để em đang gắn với con đẩy luôn nè. Ok, hoạt động đó không sao, lớn xíu. Có mid bass em nha, tại tần số nó xuống được 40 Hz lần. Chứ không phải là bass sub như kia đâu. Đó. Cho nên nó có mid bass nó rất là dày, nó hỗ trợ cho cái lời ca nó dày. Anh em nha, phim rồi đó. Ok anh em. Quá ok. Một con duy nhất anh em ơi. Đang đánh bằng đẩy luôn. Đánh một mình nó thôi, không có đánh mấy con nào hết đây. Mấy này là em hạ kênh, mấy này con mình nó à. Vì ngày xưa vượt qua những điểm đau, riêng mình ta cô độc bao tháng năm, gió sương phong ba nhiều khi không thể đến. Rồi đôi lúc ta đã buồn, nhưng chẳng thể khóc trách tha số trời. Vậy vùng từ trong vô số. Đồng cho con loa JBL S1500C, chuyển khoản đủ em bao phí ship cho anh em. Ship còn anh em cộng với em 20% giá trị sản phẩm. Em không bao ship, ship còn ha. Chào anh em, chào các bác.